Ở bài này hôm nay chúng ta sẽ đệm một bài về điệu bốt tông, anh còn nợ em. Thì chúng ta chọn điệu bốt tông, tempo khoảng 62 ha. Giọng nam hát thì là la thứ, nữ thì là mi thứ. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu tập intro. Cơ đầu chúng ta sẽ dùng là tiếng violon. Do si son la, la son re mi, son mi do re. Vào này. Cái điệu bốt tông á, là tức là nhịp 3-4 nó van nó chậm, cho nên là nhiều người nghe không quen, hơi khó nghe, nhưng mà chúng ta phải tập nghe cho kỹ nha. 1 2 3 một hai ba một hai đô si son la 1 2 đã mới vào ha. 1 2 đô si son la 2 la son re mi 2 son mi đô re 2 đô si son la 2 đô si son la 2 3 một hai. Đó, chúng ta ngân thêm một ô nhịp nữa. Thêm bài hát vào anh còn nợ em ha. Rồi. Lúc đầu chúng ta sẽ chơi tiếng piano ha. Anh còn nợ em này. Anh còn nợ em. Công viên ghế đá. Công viên ghế đá. Lá đổ chiều em. Hai lá son mi re mi. Mi đó là về la thứ luôn ha. La son mi re mi em là mi và mi thứ. Thì sau khi lót thì về la thứ. Chiều em hai la son mi re mi và con nữa em dòng xưa bên cũ dòng xưa bên cũ con sông em đêm đô si son la con sông em đêm chúng ta sẽ lót đô si son la. Nha. Rồi trong cái đàn Yamaha thì nó có cái mà chế độ là multi singer á, không finger thì cái đó là để hợp âm là chuyên nghiệp, có nghĩa là mình đánh hợp âm nào, ví dụ như đô trưởng chúng ta hay bấm là son do mi đúng không, thì trong cái hợp multi singer đó nó sẽ là có là cũng là đô trưởng nhưng mà nó sẽ là bass son, không nó gạch bass son, bass nó đi son, còn đô trưởng ở đây sẽ là đô trưởng gốc này, ở vùng gốc này, nó có hai thế đảo mà, gốc này đảo 1, đảo 2, đây là rồi, còn mi thứ, mi son si mi này cũng là mi thứ nhưng là trong chế độ đó, hợp âm chuyên nghiệp thì nó sẽ là mi thứ đảo bass son, nhạc hạn. Cái nốt nào dưới cùng là nốt đó sẽ bắt. Còn trên đàn cái đàn cò thì nó sẽ có là bass inversion này. Đó, mình gõ vào đó thì nó sẽ có hợp âm đô trưởng son do mi thì nó sẽ là đô gạch chéo C G. Đó có nghĩa là đô trưởng bass son. Còn nếu mà bấm một đô gốc ở đây thì cái bài này mà chúng ta sẽ dùng cái hợp âm chuyên nghiệp như vậy á, có bass đảo thì nó sẽ là rất là hay. Chiếu nữa vào cái chỗ điệp khúc á, thì sẽ có một cái hợp âm đảo bass đi xuống liền bực nghe rất là hay. Rồi chúng ta sẽ nghe lại. Anh còn nợ em, công viên ghế đá, công viên ghế đá, lá đổ chiều em và còn nợ em dòng xưa bên. Anh còn nợ em trên về núi trên núi trời là mưa.
chúng ta sẽ vào điệp khúc, chúng ta lấy chữ string ha. Đô si sô la, anh còn nợ em là thứ. Chim về núi ngự là la. La giáng tăng ha, la giáng tăng tức là la này. Đây là la giáng trưởng này, la giáng tăng này. La giáng đô và nốt mi, la giáng tăng. Lót qua một hợp âm nữa là đô trưởng bát son, rồi vang rê thứ bát pha. Đấy, nó đi xuống liền bực, tức là la này, la giáng này, không? Son, này, pha, rồi mi, đó. Rồi về mi. Đó, tức là hợp âm nó đi xuống liền bực. Cái bát á, nó đi xuống liền bực thì nghe nó rất là hay. Anh còn nợ em, chim về núi nhà. Trời là mưa đêm, trời là mưa đêm. Trời là mưa đêm nó có tới hai ô nhịp cơ. Thì đêm đó là sút mi ha. Mi chúng ta sẽ dùng ô nhịp đầu tiên là dùng mi sút 4. Mi 7 sút 4. À, thì là la này, mi này, la si là mi sút 4 này. À, có thêm bậc 7 nữa là rê. Thì mi la si rê là sút 4. Đó. Rồi sang ô nhịp thứ hai chúng ta sẽ dùng mi 7. À, thì nghe nó rất là hay ha. Mi 7 mà mi 7 bắt là bắt rê nữa cũng được luôn. Mi 7 bắt rê nữa thì nó lại càng hay. Đó. Rồi nghe lại này. Anh còn ở em, chim về núi nhạn, trời còn mưa. Đó, chim về núi nhạn này. Trời lam là về đô luôn. À, trời lam mưa đêm là về rê, rê thứ bắt pha, à, pha la rê. Mưa đêm, trời lam mưa. Đó. Lại thế này chúng ta lót, cứ lót đi ra nền string. Anh còn ở em, chim về núi ngàn, trời là mưa đêm, trời là mưa đêm. Đó. Mưa đêm mai bạc mi hai rê đô si la si. Anh còn nợ em. Đó, tiếp tục. Đó, rồi để tiếp tục. Lại nha. Anh còn nợ em, chim về núi nhà. Trời là mưa đêm, trời là mưa đêm. Anh còn nợ em, nụ hôn vội vàng. Nụ hôn vội vàng, nắng trôi. Đó, rồi đô si son la để sang câu tiếp theo. Mấy câu sau anh còn nợ em đô trưởng, nụ hôn vội vàng son trưởng, nụ hôn vội vàng mi thứ, nắng trôi qua đêm. Anh còn nợ em để tiếp tục. Đó, chúng ta tiếp tục câu siêu sau nhé. Rồi câu sau thì chúng ta có thể dùng tiếng guitar này. Tiếng e piano. À, anh còn ở em, con tim bối rối, con tim bối rối lắm. Còn ở em và con ở em, cuộc tình đã lỡ, cuộc tình đã lỡ. Anh đó. Anh còn nợ em, tim bối rối son mi rê mi. Đó. Lót như vậy mình mi thứ thì chúng ta cứ lót son mi rê mi. Anh còn nợ em, con tim bối rối, con tim bối rối. Anh còn nợ em hai lá son mi rê mi. Anh nợ em. Đấy, rồi sang đây là anh còn nợ em. Là chúng ta lấy cái tiếng e piano. Còn nợ em. Đó. Tân tân tân. Hợp âm pha trưởng này. Pha pha đô nợ em. Tân đã lỡ, cuồng tình đã lỡ. Anh còn nợ
anh còn ở em. Con tim bối rối, con tim bối rối, anh còn ở em. Hai lá gió mi để mi và con ở em. Cuộc tình đã lỡ, cuộc tình đã lỡ. Rồi tiếp tục ta dạo. Rồi câu dạo sau này là chúng ta lặp lại hai lần. Đó. Đô si son la, la son re mi, son mi đô re. Đô si son la. Tiếp tục. Đô si son la. Câu đầu chúng ta lấy tiếng flute đi, flute này. Rồi sau đó đằng sau là violon. Đô si son la. La son re mi, son mi do re, do si son la. Rồi chứ. Do si son la. Lấy tiếng violon. Do si son la, la son re mi, son mi do re, do si son la. À, thế là hết. Rồi bắt đầu hát lại từ đầu ha. Rồi chúng ta dạo lại câu cuối này. Sau này chúng ta lấy cái thay tiếng đi, piano blue đi. À, lúc đầu piano mình cứ dập theo hợp âm được rồi. Anh còn ở em, công viên ghế đá, công viên ghế đá, lá đổ chiều em. Và con nữa em, dòng xưa bên cũ, dòng xưa bên cũ. Lặp lại câu câu bên cuối ha. Anh còn ở em đó. Anh còn ở em. Con tim bối rối. Con tim bối rối. Lặng còn ở em. Và con nữ em. Cuồng tình đã lỡ. Cuồng tình đã lỡ. Anh còn nhắc lại cái câu. Và con nữ em, cuồng tình đã lỡ, cuồng tình đã lỡ. Dừng lại à, lỡ mi thứ dồn trống, dừng lại ngắt. Anh còn nữ em. Dào lại. Thế là hết cái bài hát. Đó, cái bài này là nhạc sang cho nên là mình đánh nó đơn giản thôi. Mình đánh sao cho hay, cho sạch sẽ là được. Bởi vì nhạc sang người ta không thích ồn ào. Rồi, chúc các bạn thành công.